chào các anh chị và các bạn. Tôi Hiếu đang có mặt ở chỗ này, đó là Homestay Phú Huy. Các bạn thân mến, ở phía sau Mr. Hiếu đó là có đường đi thẳng ra ngoài biển luôn các bạn ơi. Homestay ở Phú Huy là ngay chỗ mà ở biển luôn nha các bạn. Các bạn có thể ở nơi đây ngược tận hưởng một không khí quyền biển ở Phú Quốc rất là tuyệt vời, và đặc biệt là Homestay Phú Huy ở ngay chủ thị trấn Dương Đông luôn, và rất gần với chợ đêm và dinh cậu các bạn. Các bạn có thể đi vòng ở phía khu vực xung quanh Homestay Phú Huy, có chợ nè, có những hàng ăn vặt nè, ăn sáng ở đây rất là thuận lợi. Và đặc biệt ở Homestay Phú Huy cũng có rất là nhiều dịch vụ để cho các bạn lựa chọn nha, ăn uống hải sản rất là tươi ngon nha. Ok, và bây giờ không chờ gì nữa, các bạn hãy follow cùng Mr. Hill vào bên trong Homestay Phú Huy xem hôm nay có gì mới nha. Thực sự mình đã review ở đây là 2-3 lần rồi, nhưng mà hôm nay mình trở lại Homestay Phú Huy thì có rất là nhiều cái điểm mới. Và bây giờ chơi gì nữa, đi cùng Mr. Hill nào. Go! Hello các bạn ơi, mình đang ngồi ở chỗ này, đố các bạn biết ngồi ở đâu không nè? Đó là trên ngay chỗ mũi tàu ở Homestay Phú Huy các bạn. Mới nãy lia cho các bạn thấy đó, đó là một cái cảnh rất là đẹp khi mà mình view từ ở trên mũi tàu này, chúng ta view xa ra ngoài kia đó. Các bạn thấy không, có một cái bãi cát và các bạn có thể tắm và chơi đùa ở dưới cát. Bãi tắm này rất là tuyệt vời nha các bạn. Các bạn có thể ngắm được rất là nhiều tàu ở ngoài đây. Đây là tàu cá ở Ngư Phủ ở Phú Quốc đó các bạn. Thật sự mà nói thì Homestay Phú Huy rất là tuyệt vời khi chào đón những nghệ sĩ mà Mr. Hill đã từng thấy review lần trước. Và mình đã được biết rằng là có Hoa hậu Hờ Hen đã đến Homestay Phú Huy nè các bạn. Đó. Rồi có anh Đen Vâu, anh Đen Vâu là rất là nổi tiếng trên YouTube nha các bạn. Đấy, các bạn có thể vô Homestay Phú Huy, các bạn có thể check trên Facebook. Và ngoài ra còn có rất là nhiều các anh chị là nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng đã đến đây. Mình thấy coi có anh Hứa Minh Đạt nè, có chị Quách Ngọc Tiên nè, anh Lê Nam nè, MC Đình Hiếu nè.
Long, anh Long đẹp trai nữa đó, ngoài ra có anh Lực, anh Tân Trề nữa nè đó. Rồi hôm qua là mình mới gặp anh Hoàng Mèo đó, anh Hoàng Mèo cũng đã check in tại homestay Phú Huy. Và tất cả các anh chị nghệ sĩ hài cũng đã đến đây, thì còn chưa gì nữa, các bạn đến thử coi coi có những gì hấp dẫn cho các bạn nữa nào. Ngoài ra thì cũng có những nghệ sĩ khác cũng có đến đây, thì Mr. Hill cũng biết được như vậy, giới thiệu cho các anh bạn để các anh chị cùng đến đây tận hưởng một không khí trong lành mát mẻ ở homestay Phú Huy nha. Đó, các bạn thấy không, mình đang ngồi ở đây là cái bàn này, các bạn có thể tùy nghi ăn uống hải sản. Buổi tối có thể là đốt lửa trại ở phía dưới biển đó. Các bạn ở trên cái tàu này nó có một cái căn nhà đó, các bạn có thể là ở trên đó đúng không, những đêm thanh trăng thanh gió mát ngoài biển. Cũng có thể là view rất là nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là buổi chiều ở đây có hoàng hôn rất là đẹp, tuyệt vời luôn các bạn. Đây, hướng này là mặt biển hướng Tây đó, các bạn có thể buổi chiều ngắm hoàng hôn ở đây xuất sắc luôn, và chụp những cảnh bức hình cho gia đình mình, cho cá nhân mình, tự sướng tự sướng. Ok, thì đó là những gì mà Mr. Hill chia sẻ đến các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ lên trên nhà này mình li một vòng cho các bạn xem nữa nha. Ok, lên nào. Ok các bạn, như vậy là Mr. Hill đã lia hết một vòng cho các bạn xem. Mr. Hill đã review về homestay Phú Huy hôm nay có những điểm nào mới, và rất là tuyệt vời khi mà mình thấy homestay mình trở lại, mình thấy có sự đổi mới và đẹp đẽ hơn, xanh tươi hơn, sạch sẽ hơn và hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là hôm nay mình rất là ấn tượng về cái con tàu mà
hướng ra ngoài mặt biển ngắm hoàng hôn luôn. Các bạn thấy không, ở trên bờ có con tàu uống cà phê ngắm hoàng hôn ở biển, ở trên con tàu có một cái homestay nhà nhỏ nhỏ, đó là cái phòng đó các bạn. Mới nãy mình lia cho các bạn xem, đó là cái phòng ở trên con tàu đó, các bạn có thể ở trên đó và view xa trên mặt biển toàn cảnh và rất là đẹp nha. Và các bạn có thể tự sướng ở nơi này với những bức ảnh hoàng hôn thật tuyệt vời, và chúng ta có thể thưởng thức hải sản, đàn ca múa hát và lưỡi chạy cùng với bạn bè mình tại nơi đây nha các bạn. Homestay Phú Huy chào đón các bạn. Và đặc biệt là các bạn biết không, chủ Homestay Phú Huy có nói với Mr. Hill rằng bạn của Mr. Hill và tất cả mọi người mà có xem video này thì hãy nhớ rằng là khi đến Homestay Phú Huy, các bạn ngoài đặt phòng ra, các bạn check-in là đã đến tại địa điểm này trên Facebook nha, trên trang fanpage của Phú Huy, Homestay Phú Huy, thì các bạn sẽ được giảm giá nước uống nè, các dịch vụ phụ kèm theo đó, và cũng như là những thức ăn mà các bạn đặt, ví dụ như là những cái món ăn hải sản nướng, hải sản luộc, hấp, đó, chiên xào gì vân vân đó, thì ở Homestay Phú Huy sẽ phục vụ cho các bạn rất là nhiều món ăn ngon và tươi. Ok, giá cả rất hợp lý các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.